đấy, quý vị các bạn đấy. Cần ít tới, phải nói phố đường tàu mà. Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh tại thủ đô Hà Nội. Bây giờ là 16 giờ ngày 16 tháng 4 năm 2024, quý vị và các bạn. Em Việt đang ở đường Hoàng Văn Thụ. Và ở đây là một đoàn du khách đang đi tham quan. Du khách vừa tham quan quảng trường Ba Đình. Chiều hôm nay em Việt sẽ mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng em Việt đi từ quảng trường Ba Đình qua Tôn Đức Thắng, rẽ vào phố Khâm Thiên. Một ngày thủ đô Hà Nội nắng rực lửa quý vị và các bạn. Nhiệt độ bây giờ rơi vào khoảng 33 độ C, ánh nắng chói chang. Trên màn hình là những hình ảnh quảng trường Ba Đình. Một buổi chiều nắng. Đấy, quý vị và các bạn thấy trước quảng trường nắng nóng quá nên quý khán giả như quý khách hầu như là chưa đi dạo. Và em biết đang ở trên tuyến đường độc lập. Bên đây là Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cô chú anh chị và các bạn tới kênh của em Việt hãy tặng em Việt một like ạ. Và quý vị lần đầu tới kênh hãy đăng ký kênh ủng hộ. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Những hình ảnh rất đẹp nằm ngay ngã năm Độc Lập, Điện Biên Phủ. Những hình ảnh rất đẹp. Bên kia là phố Chu Văn An. Mời quý khán giả cùng em Việt sẽ về phía Chu Văn An. Thật xa hai du khách đang đi tham quan. Đấy, quý vị các bạn đấy. Trên đường Chu Văn An thì em Việt thấy rất mát quý khán giả, với những hàng cây cổ thụ. Ngày hôm qua thì thủ đô Hà Nội âm u, nhưng mà hôm nay thì ánh nắng đẹp ngay góc ngã tư Chu Văn An và Lê Hồng Phong là Đại sứ quán Ukraine. Căn nhà rất đẹp nằm ngay ở trên tuyến phố Chu Văn An, quý vị và các bạn. Những căn biệt thự. Màn hình là ngã tư Trần Phú và Chu Văn An. Ngay góc ngã tư cũng là căn biệt thự rất đẹp.
Trần Phú. May bây giờ có gió nên cảm giác trên các tuyến phố cũng mát hơn. Em Việt đang ở trước bệnh viện Sanh Pôn, rất nhộn nhịp. Tôn Đức Thắng thì các cửa hàng kinh doanh buôn bán giảm sâu. Bên kia là Văn Miếu Quốc Tử Giám với những hàng rào rất là đẹp thẳng quý vị và các bạn. Nhân viên cây xanh cũng mới cắt tỉa nên quý vị và các bạn thấy như một bờ tường xây màu xanh rất đẹp. Ở bên này thì hàng loạt các cửa hàng trên tuyến phố Tôn Đức Thắng vẫn chưa có người kinh doanh. Trước màn hình là ngã tư Cát Linh và tuyến phố Tôn Đức Thắng. Các cửa hàng kinh doanh buôn bán trang trí rất bắt mắt.
giờ này cũng nhiều các anh các chị đi làm đã hết giờ làm rồi. Quý vị và các bạn thấy trên tuyến phố Tôn Đức Thắng nhộn nhịp hơn. Bán cũng đông cách, nhưng đống bã mía to quý vị và các bạn. Vâng, trước màn hình là ngã ba ngõ Thổ Quan 1 và Tôn Đức Thắng. Xa xa trước màn hình, thưa quý khán giả, là ngã 6 phố Chợ Dừa, xã Đàn, Tôn Đức Thắng và Nguyễn Đức Mặc. Mời quý khán giả cùng em Việt rẽ về tuyến phố Khâm Thiên. Rất nhộn nhịp trên ngã 6. Trước màn hình quý khán giả là những hình ảnh trên phố Khâm Thiên rồi. Đầu năm rồi em Việt mới ghé cái phố Khâm Thiên để gửi tới quý khán giả những hình ảnh. Lác đác vẫn còn một số cửa hàng vẫn chưa có người kinh doanh. Một phố kinh doanh quần áo giá rẻ vẫn còn, để quý vị và các bạn thấy một nét rất riêng. Ảnh rất tuyệt vời.
cửa hàng kinh doanh buôn bán em Việt thấy hầu như vắng khách. Trước màn hình là ngã ba ngõ chợ Văn Chương và Hồ Khâm Thiên. Wow, ở đây có bạn vừa bị đổ xe. Màn hình là đường vào ngõ chợ Khâm Thiên, quý vị và các bạn. Các cửa hàng xe máy thì em Việt thấy hầu như cửa hàng nào ở trên phố, các tuyến phố đều đông khách. Đi một vòng từ quận Ba Đình về tới ngã tư Lê Xuân và Khâm Thiên, bên kia là Nguyễn Thượng Hiền. Chúc quý vị và các bạn luôn dồi dào sức khỏe và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở các clip tới. Chói chang trên phố Khâm Thiên. Ở trên phố đường tàu Khâm Thiên thì các cửa hàng kinh doanh hầu như cũng vắng khách quý khán giả. Nhà nhà tận dụng mặt bằng cạnh phố đường tàu để kinh doanh buôn bán nhưng vẫn không hot. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở các clip tới. Phải nói phố đường tàu vắng nhất mà em Việt thấy.